Hey, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì Nam cũng đi thăm một cái miếng vườn sầu riêng. Thì hôm nay thì vườn sầu riêng này thì cũng làm trước mùa thuận. Hôm nay tình hình là mưa gió quá. Thì hôm nay Nam vô Nam xem thử cái bộ lá như thế nào. Thì đây, Nam quay vô cái nhà vườn ta xem bộ lá nè. Thì cây thì nói chung là đọt nó cũng đã đứng lại hết rồi, lá thì nó cũng đã xanh đậm hết rồi. Thì giai đoạn này bắt đầu là nó đang ủ mầm rồi. Đây, hôm gầy thì mưa gió ban đêm mưa liên tục. Hôm gầy thì cái tiết bông của sầu riêng thì nó cũng hơi chậm nha, cũng hơi chậm. Như cái vườn này thì hiện tại giờ á thì nó mới có lay gai à, nhẹ nhẹ à, chứ không có được nhiều nữa. Hôm nay sẵn tiện đây vô quay clip rỡ mọi người xem chơi. Thì hôm nay nó cũng hơi hơi à, chứ không nhiều đâu. Nó bảy mới có bảy mình nè à. Nó bảy mình sương sương à. Vì vườn này thì mình cũng lên mầm ba cử, lên mầm ba cử xong rồi bắt đầu lên bạc lo. Lên bạc lo xong rồi cắt bơ xong rồi bắt đầu 5-6 ngày sau mình mới lên nhẹ cái cử bạc lo nữa. Thì coi như là hai cử bạc lo. Tại năm nay thời tiết năm nay cực kỳ là nắng mưa thất thường. Bởi vì ra làm sầu riêng thì mỗi năm nó sẽ có những cái quy trình khác nhau. Quy trình của năm nay thì nó sẽ khác với quy trình của năm trước. Nói chung là mỗi năm nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Thì ở đây thì Nam cũng chia sẻ cho anh chủ nhà vườn về cái vấn đề là cách thức để làm bông. Đó, thì hôm nay vô xem thử làm sao. Nói chung là cây thì giai đoạn này thì nó cũng chưa đâu, chưa có gì đâu. Tại vì cây mình mới có đậy tầm khoảng có hơn nửa tháng à. Đậy khoảng hơn nửa tháng à. Ghi 6 thì nói chung năm nay thì có vườn là đậy khoảng 40-50 ngày. Nó mới ra bông mạnh. Như hiện tại giờ vườn này thì theo như Nam thấy là vườn này là rơi vào khoảng từ 45 ngày nè. 45 ngày, ghi 6 nó bị ra nổi. Đọt thì nói chung nó cũng đứng rồi. Bữa nay thì bắt đầu nó hơi xé xé thôi, chứ cũng không nhiều lắm. Bắt đầu là mình sẽ cho phun kích bông, kích mắt cua. Giai đoạn này mình cũng cho anh phun đựng cử rồi, để hỗ trợ cho nó kích cái lượng ớt cua ra. Cây này là 5 năm. Vườn này ở trong phong điền. Thì chung là về bộ lá, bộ tàn thì nó khá là ổn rồi, ok rồi. Đi sầu riêng thì nó cực một cái nhánh xà đó. Bộ lá nè. Cây thì bộ lá cực kỳ phê. Nằm đánh hổng gài thì Nam cũng cho anh phun cái chặn đọt nha. Hổng gài Nam cũng cho phun chặn đọt nè. Rồi già lá nhanh nè. Đó. Chặn đọt già lá nhanh anh Win. Tại hổng gài mưa hoài cái Nam sợ là cái vấn đề nó xì đọt. Tại hổng gài một số nhà vườn chúng ta là chuối đi, là mưa kiểu này là dễ bị xì đọt lắm nè. Nếu mà trường hợp trong cái quá trình này mà đậy màng phủ năm nay nó sẽ có trường hợp là gì? Đậy thì đậy, mà xì đọt là xì đọt à. Năm nay nó thời tiết nó cực đoan. Ghi 6 năm nay là mấy năm nay là ghi 6 là khó lắm, khó ăn lắm. Bởi vì ra mình phải kỹ. Ghi vườn này là Nam cho xịt chặn đọt hai cử, rồi xịt ở trong là riêng. Ở ngoài thì Nam cho xịt chặn đọt kèm với mai nhai kẽm, cho nó xanh lá dày lá lên, bóng lá lên. Dần lá nè. Nói chung là đứng rồi, nhưng mà mình sợ thôi. Mình sợ là nó đi á, nó sáng lên một cái là chết liền. Năm nay nó cái trường hợp nó im lắm. Nghĩa là mình đậy màng phủ gì chứ nó muốn xì đọt là xì à. Tình hình giờ mình cũng không biết được, không đoán được. Bởi vì ra thôi, ngừa đi chắc ăn hơn. Phòng đi. Để nhiều khi nó xì mạnh quá là coi như là dễ chặn.
ghi 6 thì năm nay mấy năm nay là ghi 6 cực kỳ khó làm bông. Ghi 6 không dễ ăn nó đâu. Cây này yếu quá mình để lại nha. Cây này yếu quá để lại. À, dần cây nè. Hải hồn dần cây dần lá không. Mưa nữa nè, lầm gầm tới nữa nè. Nói chung là cỡ này thì nói chung là mưa, mưa ngày mưa đêm luôn á. Chứ không còn mà gọi là mưa buổi chiều nữa đâu. Cách khoảng 10 ngày nay là mưa liên tục, liên tục, liên tục. Chung là nó mầm ngủ thì nó có rồi, nhưng mà nó chưa có sáng, chưa có thức thôi, nó còn đang ngủ á. Năm nay là vậy đó. Sầu riêng là sầu riêng làm sầu riêng riết thiệt chứ. Mệt mỏi. Năm trước thì ghi 6 năm làm cũng rất là dễ. Nhưng mà năm nay là mùa này là năm nói rồi ghi 6 là cực kỳ khó. Nó khó để nó ra. À, như chẳng hạn nè. Nó cứ nằm đây đi. Nằm đây cái là quay ngang bắt đầu nó chai, mưa nhiều quá là bắt đầu nín lại luôn. Nó không có sáng được. Như nè. Bông này là sáng rồi nè. Nhú nhú rồi nè. Nhưng mà chưa được đã thôi. Vô. Nó nhú rồi nè. Nghĩa là chưa được phê. Mới có đậy ra. Mình đậy mới được 15-20 ngày gì à. Ký 6 thì năm nay là cơ gơ vào khoảng tầm khoảng từ 40 ngày. Biết phê nổi nó. Thời tiết này mà vô ngay cái đợt bão chị My này cái nữa là tới công chuyện nữa nè. Chị My nghe nói là vô miền Đông nữa rồi. Chuẩn bị là vô miền Đông. Bởi vì ra sầu riêng thì bây giờ. Ồ cây này nó bị mọt ăn nè. Chừng như rồi nè, mọt nè. Cứu lại nè. Dù khi anh em nói Nam này nó biết làm gì, sầu riêng gì. Thì thật chắc là mọi người quan điểm khác nhau. Ở đây Nam cũng chia sẻ. Nam làm sầu riêng cũng được khoảng 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà Nam ít khi đưa lên mạng thôi. Nhiều mấy năm nay thì mình đang tập thôi. Tập đưa lên thôi. Nhiều khi anh em mới biết à. Có những anh em mà biết với Nam mà 4-5 năm về trước á. Đó thì khác. Ơi. Nè. Này nó xé xé nè. Nó xé xé rồi. Nhẹ nhẹ rồi. Ừ. Nói chung là nó cũng lê gai đó. Mà mưa hoài thì nó không, mắt cua nó không sáng thì thành mắt nợ luôn á. Sầu riêng cái gì đó, mắt cua mà nó không sáng thành mắt nợ luôn. Làm sầu riêng thì nó khó là cái là gì, là mưa thôi. Sợ nhất là mưa đêm chứ không sợ gì chứ. Tại vì khi mà giai đoạn mà nó nhú mắt cua nhẹ nhẹ ra đó, cái nó gặp mưa một cái quay ngang bắt đầu nó đen, mắt cua nó đen, nó sậm lại, cái gặp mưa sậm lại, giết thì từ từ giết là banh tô. Bởi vì ra là gì, làm bông sầu riêng là chỉ sợ mưa thôi. Còn nếu mà trường hợp không sợ mưa á thì chỉ làm mùa thuận. Mùa thuận thì nói chung là làm thì nó dễ, nó so gì mùa thuận mùa nghịch này hoặc là mùa trước thuận này nó dễ hơn. Nhưng mà được cái là gì, mùa này thì làm thì bán có tiền hơn, có giá hơn. Còn mùa thuận thì nó vô vụ trái cây. Trái cây thì quý nhà vườn chúng ta biết rồi, thì tháng 4, tháng 5 giá nó không được cao. Sậm như thấy không, sậm vàng lá chưa, nước thì rút ra liên tục. Mưa là bơm ra. Mưa hoài, mệt mỏi.
vụ này làm bông sầu riêng là một số nhà vườn mà làm trước thuận nè, hoặc là có những nhà vườn nào mà chuẩn bị làm nè, mùa thuận luôn cũng vậy nè. Năm nay là có thể là tháng 10, tháng 11 năm nay là quý nhà vườn chúng ta làm bông. Nếu mà muốn ra chắc lội đó thì cũng phải gì, cũng phải dằn bằng phủ giùm cho Nam, dằn bằng phủ. Nói chung là mùa năm nay là mùa thuận là cũng phải làm bằng phủ đó, chứ không làm bằng phủ là thua. Thì năm nay là thời tiết năm nay là vô ở đây thì bà con nông dân cũng đậy khá là nhiều. Đây nè, sát bên vườn này cũng đậy nè, vườn sau lưng cũng đậy luôn. Nói chung là ở không đậy thì không điền, thì bà con nông dân năm nay thì cũng quyết định là làm hơi sớm vụ một chút so với mọi năm. Tại vì mọi năm á thì bà con không điền á là chủ yếu là để mùa thuận là nhiều, nhưng mà mấy năm gần lại đây á thì bà con nông dân ở Phong Điền mình thì cũng gọi là cũng đã làm được nhiều năm rồi, nhiều vụ rồi, thì bắt đầu là đúc kết được rồi. Đầu là nhờ vườn chúng ta quyết định là bắt đầu chúng ta sẽ làm mùa trước thuận đó. Nói chung là bữa nay thì nó có hiện tượng nó hơi xé rồi, nó hơi xé mầm. Đầu chuẩn bị mình sẽ cho phun kích mắc cua nữa. Rồi thêm cái nữa là mình phun kích mắc cua cộng với gì, cộng với thuốc bệnh nha, thuốc bệnh để rửa cái những cái mắc cua mà nó nhú nha. Nhằn lá nè, sẫm nữa luôn. Cây thì gốc 4-5 năm rồi, 4-5 năm. Ít hồng nhân lá không? Đã không? Phê. Mới có xé giai đoạn này bắt đầu nó xé lây gai vậy đó. Bữa nay là 20 hai mấy tháng 9 hả, là đón cái tiết của cuối tháng 9 này nè, cuối tháng 9 đầu 10 nè. Cái tiết này nó sẽ mạnh hơn rằm, cái tiết rằm á, tháng 9 á, tiết rằm tháng 9 cực kỳ. Rằm tháng 9 vừa rồi là cái tiết nó không được mạnh, chủ yếu là đón cái tiết của cuối tháng 9 đầu tháng 10. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 là cái tiết này rất là mạnh, thắng hay thua là cái tiết này. Mà vô bão này nó không biết tình hình sao đây, mình cũng chưa chắc được điều gì luôn nữa nè. Chuẩn bị là nghe nói là bão vô trong miền Đông nữa, vô Biển Đông nữa rồi. Thì thôi, tới đâu tính tới đó chứ sao giờ. Sầu riêng thì làm trước thuận thì phải chịu rồi, không có cách này cũng còn cách khác. Nay nó cũng sáng sáng rồi nè, thấy chưa, cũng có lây gai rồi, nhưng mà nó chưa có đủ độ phê, nó chưa có đủ độ phê. Thành ra thì nói chung là giai đoạn này thì mình cũng vẫn cho ảnh phun kích mắc cua đó, phun kích mắc cua, phun kích các cua thì mình sẽ phun những cái dòng kích mắc tố với những dòng mà phá miên trạng. Này đừng có ham nè, trời lá không nè. Nhiều khi không biết cái nói này bông bông gì, bông bông lá. Thôi thì Nam kết thúc video nha mọi người. Nam cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam. Thì Nam sẽ cập nhật liên tục những cái video như thế này để gửi đến tất cả quý nhà vườn chúng ta nha. Thôi Nam chào tạm biệt nha.